Chào tất cả các bạn. Tiếp tục với series về script. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác nhau giữa Cartoon Group và Cartoon Blog. Về chức năng thì hai tool này khá là giống nhau. Chúng đều có chức năng là nhóm những tool khác lại thành từng module, tạo ra cái cấu trúc chương trình mạch lạc, dễ kiểm soát, dễ quản lý, dễ debug. Tuy giống nhau như vậy nhưng mà chúng cũng có một số cái điều khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Mình sẽ lấy cái ảnh này để làm ví dụ. Mình có một vật thể và xoay các góc độ khác nhau. Mình muốn kiểm tra là nếu mà cái góc xoay của nó lớn hơn một cái giá trị nào đó mình đặt trước thì sẽ xuất ra một cái biến báo là NG. Còn nếu mà góc xoay trong cái khoảng space, trong cái khoảng giá trị mà mình đặt trước thì nó sẽ là OK. Và mình sẽ thực hiện trên cả Cartoon Group và Cartoon Blog. Như vậy mình sẽ tạo ra đồng thời hai tool. Đầu tiên là Cartoon Group, thứ hai là Cartoon Blog. Trong Cartoon Group mình sẽ tạo ra một tool copy and align. Các bạn thấy là khi mà tạo ra Cartoon Group thì mình sẽ có thể là mở rộng cái tool này ra và đóng cái tool này lại ngay ở cái thư mục mẹ của nó, thư mục cha của nó. Đấy, nhưng mà Cartoon Blog nếu mà mình tạo tool con ở trong này thì mình sẽ không thể mở ra đóng vào như thằng Cartoon Group này được, mà các bạn phải bắt buộc phải kích đúp vào đây để mở nó ra. Thì đây là sự khác nhau đầu tiên. Thì sự khác nhau này dẫn đến việc là các bạn có thể link trực tiếp những cái biến từ bên ngoài vào bên trong Cartoon Group. Các bạn có thể link trực tiếp. Tại vì ở đây nó có thể mở ra và mình thấy những cái biến đầu vào này thì mình có thể link được. Ví dụ ở đây là mình sẽ link thằng output image là cái ảnh từ image short vào trực tiếp input đối với thằng Cartoon Block thì các bạn không thể làm như vậy được. Cartoon Block này các bạn phải tạo ra một cái biến đầu vào cho nó. Mình sẽ mở ra hai cửa sổ để so sánh. Các bạn nhìn thấy đây là thằng Cartoon Group thì nó sẽ chỉ có hai tab, một tab là tool, tab thứ hai là graphic. Nhưng mà thằng Cartoon Block thì nó sẽ có ba tab. Tab đầu tiên là tool, tab thứ hai là input output và tab thứ ba là graphic. Thì thằng Cartoon Group này mình sẽ phải tạo những cái biến input output cho nó thì các bạn mới link được. Thì để tạo thì có nhiều cách. Một là các bạn click vào cái button add new ở đây, click vào button add new ở đây và chọn cái loại biến mà các bạn muốn thêm. Thì ở trong này có rất nhiều biến, từ những biến của Serum cho đến những cái biến của Vision Pro. Nếu mà nó không hiển thị ở đây, không gợi ý ở đây thì các bạn có thể browse. Đó. Rất nhiều biến. Mà cách nhanh nhất để tạo là các bạn cầm giữ, click chuột vào cái biến đầu vào mà các bạn muốn tạo và kéo thả vào Cartoon Block thì nó sẽ tự tạo cho các bạn một cái biến cùng tên, có cùng kiểu dữ liệu và link
cho các bạn luôn. Thì sau khi mà tạo ở đây rồi thì ở trong tool nó sẽ xuất hiện một cái đầu vào là output image. Khi đó các bạn mới link được từ cái image này vào trong input image của copy and write tool. Ừ. Thì đó là sự khác nhau. Tiếp theo, có tool group thì có thể link trực tiếp vào các phiến đầu vào của tool. Còn có tool block thì các bạn sẽ phải tạo các biến đầu vào và link trung gian qua cái biến đó. Ok chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành chain. Chain cho cả hai tool. Chain mình sẽ set cái góc xoay của nó trừ 45 đến dương 45 và chạy thử để xem. Góc xoay hiện tại là 0 độ khi mình thay đổi ảnh đồ vào, thì góc xoay là dương 12 độ và góc này là âm 15 độ. Vậy mình sẽ chút nữa mình sẽ đặt một cái biến nó rơi vào khoảng 5 độ đi. Nếu mà góc xoay trong khoảng từ 0 đến 5 độ, à, từ trừ 5 độ đến dương 5 độ thì là ok. Còn nếu mà vượt ra khỏi cái khoảng đó thì sẽ là NG. Rồi. Để tránh phải chain lại thì mình sẽ copy từ thằng này sang và link. Đó. Giờ hai tool hoàn toàn giống hết nhau. Chúng ta sẽ code script cho có tool group trước nhé. Đấy. Thì trong có tool group mình chọn create and edit script và C# script. Giờ chúng ta sẽ phải tạo những cái biến đầu vào và đầu ra cho nó. Riêng các tool group thì nó không cho tạo bằng cái giao diện đồ họa bên ngoài. Các bạn không thể ấn button, ấn các nút nhấn và tạo thêm được giống thằng các tool block được, mà mình sẽ phải tạo ở trong code. Thì để tạo được trong code mình sẽ phải khai báo. Đầu tiên là mình muốn tạo một cái biến space double angle space. Biến thứ hai là sau khi mà mình đọc cái giá trị góc ra thì mình sẽ convert nó sang dạng độ góc, dạng độ và gửi nó ra ngoài output, thì mình sẽ thêm một cái biến là angle cũng double luôn, cùng kiểu với thằng angle space. Và kiểu thứ ba là cái chuỗi kết quả hiển thị OKNG thì sẽ là dạng string total result. Rồi. Tiếp theo ở trong phần script initialize thì các bạn sẽ phải khai báo cái biến đó. Tool group define script terminal. Ở đây sẽ có một số cái parameter các bạn phải truyền vào. Đầu tiên là String design type, tức là cái chuỗi thể hiện cái kiểu của dữ liệu, kiểu biến, kiểu của biến mà các bạn muốn sử dụng, các bạn muốn tạo. Thứ hai là object thing, tức là cái đối tượng mà nó sẽ gắn cái giá trị, thì là chính là những cái biến mà mình vừa tạo ở trên này. Thứ ba là string key tức là cái tên của cái biến đó. Và thứ tư là bool input, tức là cái biến đó có phải là biến đầu vào hay không. Nếu mà true thì là
biến đầu vào, còn nếu mà phone thì là biến đầu ra. Ok, như vậy ở đây string design đầu tiên là thằng này serum double object ping là angle space angle spike string keyboard tên string key tên là angle space và cuối cùng thằng này là đầu vào mình sẽ để là true. Ok, mình sẽ copy, mình sẽ tạo một biến đầu ra dạng double luôn, tên là angle, gắn với biến angle tên là angle kiểu đầu ra. Đầu ra nên là mình sẽ đặt đây là fail false, tương tự này là false total result. Biến đầu vào là string gắn với thằng total result này. Đó. Vậy là chúng ta khai báo xong. Ở đây nó cảnh báo là thằng angle và total result ba cái biến ở trên là mình tạo nhưng mà chưa gắn giá trị đầu vào cho nó nên giá trị mặc định của thằng double sẽ là không và thằng string sẽ là null. Ok. Sau khi tắt xong sau khi thoát ra chúng ta ấn close thì các bạn sẽ thấy bên ngoài nó sẽ tự động thêm những cái biến đầu vào đầu ra chúng ta vừa khai báo. Đó. Vậy là thêm angle space bằng 0 đây. Angle bằng 0, total vì sao? Bằng null. Rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ việc đầu tiên là mình sẽ gán cái giá trị cho thằng angle space này. Gắn giá trị cho angle space bằng câu lệnh là tool group chấm set script terminal data string key ở đây là angle space và object data angle space object data là mình sẽ để là 5 dạng double 5.0. Ok. Đưa ra ngoài thử xem. Đó, angle space đã đồng 5 rồi. Bây giờ thì mình sẽ đọc cái giá trị góc xoay. Đọc giá trị góc xoay từ cái tool này. Nó mặc định là ở dạng radian. Mặc định cái tool này ở dạng radian. Thì mình sẽ chuyển nó sang độ và so sánh với cái angle space này. Nếu mà trong khoảng từ âm 5 đến dương 5 thì ok. Trả ra giá trị ok ở chuỗi total result. Còn nếu mà không ngoài khoảng thì sẽ trả ra lại NG. Đó, thằng angle này thì mình sẽ dùng để lưu giá trị sau khi mà chuyển đổi từ radian sang độ. Trước khi mà sử dụng cái tool copy and align thì mình sẽ khai báo nó trước. Copy and align. Thằng này thì nó có một nhược điểm là nó sẽ không tự thêm những cái thư viện của các tool, không tự thêm những cái class của các tool nên các bạn sẽ gọi nó không ra cái tool đó thì chúng ta phải thêm từ công bằng cách là chọn add remove reference tìm đến cái tool tìm đến cái file thư viện DLL trong đó có chứa thằng copy and align và thêm nó vào. Copy next.visionpro.pmline.dll. Ok. PMLine. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể gọi là ra copy PMLine tool. Mình sẽ đặt tên tool là PM tool bằng với tool group chấm tool
Đó, ở đây thì các bạn điền tên của nó vào chuỗi, chính là cái tên của nó bên ngoài này, copy em vào line tool 1. Các bạn có thể thay đổi cái tên tùy ý, nhưng mà khi các bạn thay đổi tên ở bên ngoài thì các bạn sẽ phải đảm bảo là cái chuỗi trong này nó sẽ trùng và trùng với cái tên đó thì nó mới không báo lỗi. S copy em vào line tool. Rồi. Giờ mình sẽ đọc cái giá trị rotation này ra. Angle sẽ bằng PM tool chấm result, quặn follow cái đường dẫn này, result item không west pole translate rotation. Đó, nhưng mà result đây sẽ không có item mà mình sẽ dùng result mở ngoặc vuông không đóng ngoặc vuông get pole chấm rotation. Nhưng mà thằng này nó sẽ trả ra giá trị là góc xoay dạng radian, nên là mình sẽ phải làm thêm một cái bước là convert nó từ radian sang độ. Đó, bằng một cái class, một cái phương thức là có image chấm radian sang độ. Rồi, thì bây giờ thằng này đã trở thành độ rồi. Độ bây giờ mình sẽ so sánh. Sau khi có độ mình sẽ so sánh độ angle vì có góc âm góc dương, góc âm góc dương. Góc âm góc dương nên là mình sẽ lấy trị tuyệt đối net trên absolute của thằng angle. Nếu mà nó nhỏ hơn tool group chấm input thằng nó không cho gọi kiểu này, nên là trước đó thì mình sẽ phải gọi cái thằng angle spec ra trước. Angle spec sẽ bằng tool group chấm get split terminal data để đọc cái giá trị của thằng angle spec. Angle spec OK. Sau đó các bạn so sánh, nếu mà thằng angle là trị tuyệt đối của thằng angle này mà nhỏ hơn thằng angle space thì sao? Thì viết ra thì set cái giá trị của tutorial result này bằng OK. Còn nếu không thì set bằng NG. Tiếp tục set tool group chấm set đầu ra của chúng ta string key, tức là total result và object data. Object data là chính là chuỗi của ND chúng ta muốn gửi vào total result. OK. Còn nếu không thì sẽ set bằng ND. Không có lỗi. Và chúng ta cũng sẽ set thằng angle này bằng cái giá trị góc ở dạng độ. Angle sẽ bằng angle. Để thử nhé. Angle 15 độ này, âm 15 độ và NZ. OK. Angle 0.004 độ, giá trị là OK trong spec. Độ giờ angle là 12 độ, kết quả là gì? OK, vậy script của chúng ta hoạt động bình thường, không có lỗi lầm gì cả. OK, bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý thằng cock block.
để thực hiện chức năng tương đương. Ở đây mình sẽ chọn dạng simple. Trước khi mà code thì chúng ta sẽ tạo biến đầu vào ra cho nó ra, vì thằng này thì không phải khai báo biến đầu vào và ra bằng code, mà các bạn có thể khai báo luôn ở bên ngoài này bằng giao diện. Thì mình sẽ chọn biến đầu vào là string double, đây là angle space, đặt giá trị bằng 5, double string, thằng này là angle, total thì ra. Mình sẽ đọc cái biến, đọc giá trị gốc của tool copy and align. Double angle sẽ bằng, tương tự là mình sẽ sử dụng convert cos niche từ gradient sang độ. This tool copy and align chấm results không respo rotation okay. If angle nhỏ hơn this input chấm sao ở đây chưa có angle space ta? À, tại vì mình tạo những cái biến này sau khi mà mình tạo script. Ở đây mình đang sử dụng simple script và mình tạo cái simple script này trước khi mà tạo những cái biến, nên là nó chưa cập nhật. Chúng ta phải cập nhật thủ công. Đó là nhược điểm của thằng simple script. Check. Các bạn chọn script check interface terminal. Đối với thằng advanced script thì các bạn không cần làm bước này. Đó. Thì ở video tiếp theo mình sẽ làm video về sự khác nhau giữa simple và advanced thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Ok, if bây giờ các bạn có thể gọi được nó ra này, if z.input.angle space đó, nếu mà nhỏ hơn, à thằng này thì mình cũng phải đặt cái giá trị tuyệt đối cho nó nữa vì góc có thể dương có thể âm. L z nếu mà trong space thì output total result sẽ bằng ok, còn nếu mà không thì sẽ bằng ng, và chúng ta cũng sẽ set cái output angle này chính là thằng angle. Đó. Ưu điểm của thằng copy toolbox là các bạn có thể theo dõi được cái giá trị của nó ngay ở trong tab input output, rất là trực quan. NZ 12 độ, NZ trừ 15 độ. Ok, thử tăng cái biến angle space này lên 20 xem. Không, 10, 13 thôi. Ok này. Đấy, thì thằng 12 này trở thành ok vì nó trong range. Đó, còn thằng 15, âm 15 thì out range nên là NG. Đó. Các bạn cũng có thể chỉnh sửa dễ dàng cái giá trị đầu vào, giá trị của các biến đầu vào đầu ra.
trong Cotton Block. Chính vì vậy đó cũng là cái lý do mà mình hay sử dụng Cotton Block hơn, có thể dễ dàng tạo nên cái biến đầu vào đầu ra. Ok, vậy là xong, chúng ta cùng so sánh một chút nhé. Mình sẽ mở cả hai thằng lên. Cocktail group này. Cùng tổng kết lại một chút nhé. Thì thằng Cotton Group là các bạn có thể link trực tiếp những cái biến từ bên ngoài, từ thư mục cha của nó vào trong Cotton Group. Bạn có thể link trực tiếp. Còn đối với Cotton Block thì các bạn sẽ phải tạo những biến trung gian đầu vào. Đó. Chuyển truyền giá trị vào những biến đầu vào đó. Và sau đó mở tool lên, link giá trị từ các biến đầu vào đó vào những cái biến và những cái đầu vào của các tool mà mình mong muốn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các bạn có thể view được, có thể xem được những cái tool ở trong Cotton Group ngay ở bên ngoài mà không cần mở cái Cotton Group đó ra. Còn Cotton Block thì các bạn không thể, các bạn sẽ phải truy cập trực tiếp vào cái tool đó để xem. Rồi điểm tiếp khác nhau tiếp theo đó là đầu vào đầu ra. Thì khi mà tạo đầu vào đầu ra đối với Cotton Group thì các bạn sẽ phải tạo bằng code, các bạn sẽ phải define định nghĩa cái đầu vào đầu ra đó bằng code, sau đó là set get hoàn toàn bằng 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 code. Còn Cotton Block thì các bạn có thể tạo ở trong cái tab input output một cách trực quan dễ dàng bằng cách nhấn nút bấm và chọn cái biến mà các bạn muốn thêm, chỉnh sửa tên đó, hoàn toàn ở bên ngoài cũng có thể thay đổi giá trị của các cái biến đó và theo dõi giá trị của các biến đó trực quan một cách trực quan ở bên ngoài. Ok, còn về code thì tất nhiên là nó khác nhau rồi. Dần dần các bạn code sẽ quen thôi. Nhưng mà trong chủ yếu trong series này thì mình sẽ sử dụng chủ yếu là Toolblock. Toolblock. Ok, đó là toàn bộ nội dung cho ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.